dưới là trà. Thì mai mốt tôi đem băng về mọi người chia cho mọi người tiếp. Bên Mỹ ở bên mình. Hai ba. Go. Yeah. Ba bốn đi đấy đúng không? Yeah. Bởi vậy cháu có băng về cho mọi người ở đây nào. Cháu gần xong rồi. Vậy là nó đang thâu nè. Xảy ra mấy lần lớn hai cái con đường tự nhiên gia đình ông vòng bên tôi bảo anh em chục ba tôi với ông giờ còn đến mẹ mày chết dưng tôi phát thứ hai này con nhà ông ấy lại bị tai biến nặng thì con cả cái thằng tục đấy anh ngồi đấy lương khỏe thế bây giờ bị bệnh đấy cho nên là nguy hiểm cả nhà bị rơi vào nhà thiệt vâng thế thì bây giờ đến kinh bác kiểu này là em của cái ông trưởng họ đấy bị ngay vợ về cái cầu đây này ô tô nó đè chết vợ còn chồng thì gãy chân và ra gặp người ta dịch kênh này đường cái kênh nên người ta bảo là đường cái đường đẹp thế này mà đổ mấy năm rồi mà tại sao nó đảo chỗ này cái đường cái nơi đang chuyển kênh này xe đổ lại đấy đổ lại đấy chứ đây là chỗ của mình lại chứ còn chữ Quỳnh ấy em cũng đang ông chọc cái thằng đấy ạ kia 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 chị ơi chị dọc cái cỏ kia cẩn thận cháy nhanh lắm cháy ra cỏ tươi giờ cháy thật không cháy nó ở chỗ bãi đây rồi cắm nó thưa ra cháy gần đúng rồi hết ông ơi.
Ông bà là nhìn riêng cái mộ phần mộ này phải hơn vài trăm mét, hai trăm mét. Không chạy ra giờ ở đâu thì chưa biết này. Không phải là bà ấy là bà thị gì bà được nhưng mà không phải không nghĩ về cô Đức cháu đã biết rồi, cháu lớn bây giờ cháu lớn bia này đề tên là tận thời kỳ Gia Long lâu rồi thời cụ các ông còn chưa có trên đời. Vâng, cái ngày này mà cũng có về với tổ. Để cho cái ngày kia này là biết từ thời Gia Long. Để cho ông trực tiếp thôi. Chứ... trước đây giờ nó làm có con đường đây này. Trước đây. Trước đây kiểu này. Con chen thì hỏi đưa cho em nhưng mà anh mình kim lại đây rồi bán bản rồi bao nhiêu mà tất cả bây giờ ai mà thái quyền qua kim thì lại tắt hơn tắt hơn đây là nhà chú Bôn, trong nhà đang làm đậu nành. Đây là máy xay, xay xong rồi bắt đây nhà chị, đây là phun chổi, luôn đổ ra đây xa. Tôi có sữa đậu nành nóng uống. Vâng, đây, ngăn được sữa ạ. Xay cái kia ra xong rồi bắt đầu mới nấu, phải không chị? Xay cái kia xong rồi đổ vào đây bắt xong rồi. À bắt? Vâng, đổ vã ra chỉ lấy nước vậy thôi. Không có đi cùng công đoạn với mình không hay là... Tàu phớ của người ta là nó làm bằng thịt cao. Các chị mà ăn tàu phớ là thịt cao thôi. Rồi. Đóng trắng trắng. Rồi. Tôi học từ nghề này về Mỹ tôi làm đậu phụ bán. Nhưng mà không có cạnh tranh hả? Có nghĩa là mình nấu. Vâng, mình phải chút sữa nước này ạ. À. Xay đổ xong rồi, xong rồi bắt. Bát xong rồi đun sủi lên xong rồi đổ ra đậu ra. À, đậu này thì ngon lắm đấy nhá. Và Hà Nội ngày nào cũng ăn đậu. Và ở Hà Nội thì người ta không làm bằng nước chua đâu ạ. Thế làm bằng cái gì? Nó cho thịt cao. À, không, tao mua ở chỗ này cũng không có thịt cao. À, thế ạ. Có làm nó giao cho đơn vị bộ đội mà nó kiểm tra ngặt ngòi về chất lượng sản phẩm lắm. À, thế thì đâu? Vậy nước nó chảy ở đâu ha? Nó phải có chỗ chảy chứ hả? Chỗ chảy đấy đúng không ạ? Nó chảy đấy. Không có thành cao. Còn cái nơi nào mà nó họ làm nhiều người ta ấy là người ta cao ở đây họ làm nhiều nhưng mà họ lại phải giữ cái chất lượng thì họ mới bán được nhiều. Và hai cái đơn vị quân đội to tướng nó mua mà anh làm vớ vẩn nó không mua thì em chết luôn. Và mà nó kiểm tra luôn. Là đậu Trung Quốc nó không ngon, nó không thơm. Bây giờ là công nghiệp nó đỡ thì xưa vất vả lắm. Và nhờ cái này Tuyền nó mang về đúng không? Cái nghề này. À không ạ. Anh tưởng là Tuyền vô miền Nam học rồi đem về. Ngay miền Nam đã làm rồi anh ạ. À. Đây cục đá cái này. Ai nghĩ ra làm cái này?
Thank you.